Chào gia đình Kitchen Concept, hôm nay cùng làm món cơm nướng với cá hồi nhé. Món này cho gia đình có bé kén ăn rau củ nè. Cá hồi mình mua sẵn một miếng cỡ 200g về, cắt miếng vừa ăn thôi nhé. Hôm nay mình sẽ ăn kèm với lại tỏi, bằm, bắp và đậu nành của Nhật nha. Mình sẽ nêm vào một ít sốt mayo và một ít tương ớt nữa nhé. Nêm nếm món này thì mình sẽ cần một ít nước rượu gạo để khử mùi tanh cho cá, một muỗng dầu mè và 1 đến 2 muỗng nước tương nữa nha. Trộn xong rồi mình chỉ cần chờ cơm chín thôi nhé. Mình sẽ cắt rong biển ra trước để tí nữa ăn cùng với cơm nhé cả nhà. Cơm chín mình sẽ cho vào khay Adaria được sản xuất tại Nhật. Khay này được phủ một lớp gốm chống dính nên không lo vệ sinh tí nữa luôn á cả nhà. Mình sẽ rắc phần rong biển lên trên và cho hết phần cá hồi lên trên nữa nha. Cho vào lò nướng 180 độ C từ 10 đến 15 phút nha. Món này ăn cùng với lá rong biển là bao bát cơm còn nhiều dinh dưỡng cho các bé nhà mình. Gia đình Kitchen Concept cùng thử nhé.